các bạn, hôm nay nhà EasyTech đi thăm một cái nhà ở trong khu vực Humble. Thì cái nhà này nó có 4 phòng ngủ, 4 bedrooms. Và bây giờ sẽ đi vô bên trong như thế nào. Thì cái nhà này đã gần hoàn thiện rồi, ready to move in. Họ có các cái bài trí rồi, sẽ giới thiệu với các bạn. Do we have to take the shoe off? Okay. Đây là gian bếp của họ. Đây là máy rửa tay. Và đây là vòi rửa. Vòi rửa thì có một bên nóng, một bên lạnh. Cái chỗ này thì có lò vi sóng, bếp và lò nướng. Tủ gỗ tự nhiên khá là đẹp. Đây là hệ thống tủ của họ. Ở đây bếp thì họ đi theo hệ thống bao gồm mà lò vi sóng này. Thì cái lò vi sóng này ở dưới nó có cái đèn, mình có thể bật cái đèn để nó chiếu sáng cái bếp ở bên dưới, bổ sung thêm khi mà mình nấu ăn, mình muốn thêm ánh sáng thì mình có thể bật đèn ở trên này. Cùng một hãng sản xuất, các bạn thấy ở đây có cái chữ Whirlpool này. Và đây là lò nướng. Đây là lò nướng của họ, ở Mỹ thì nhà nào cũng có lò nướng hết. Và trên này là bếp điện. Ở cái bảng điều khiển này có cái thời gian. Nếu như mình nấu những món ví dụ như cần thời gian từ 10-15 phút luộc trứng chẳng hạn, thì mình có thể đặt cái timer, khi đến cái thời gian đấy thì nó sẽ kêu để mình biết được. Ở trong này thì là phòng ăn, dining room. Ở ngay đối cửa vào thì là phòng ăn, trang trí cũng rất là đẹp. Có cây, rồi có bàn. Ở đây là một cái tủ để những cái đồ, ví dụ giày dép, khách chưa đến thì có thể để tủ giày ở đây. Phòng ăn bố trí ngay cửa ra vào. Chỗ này thì nó có cái tầng 2 nữa, thì cái playroom, cái chỗ mà cho tụi trẻ con chơi nó sẽ ở tầng trên. Chỗ này thì thêm một số tủ để các cái đồ mình có thể để ở đây nữa. Đây là cửa để đi ra vườn. Cái vườn này nó khá là hoàn chỉnh rồi. Cái chỗ này là máy điều hòa. Máy điều hòa to chưa? Và vườn thì có thể trồng hoa, trồng cây. Chỗ kia họ đang trồng hoa hồng kia. Vườn đây thì khá là nhỏ, tùy theo từng nhà, có nhà thì vườn sẽ rộng. Như cái nhà này thì vườn như này mình đánh giá tương đối nhỏ này. Đây là hệ thống hàng rào bên ngoài, không có cửa để ra. Đây thì là phòng khách, chưa có tivi. Thiết kế cũng khá là đơn giản. Đây là phòng ngủ. Và đây là nhà tắm. Có cả bồn tắm nằm và bồn tắm đứng. Trong này là toilet. Trong này là đựng quần áo. Đây là master bathroom, bồn tắm chính. Họ bày biện khá là đẹp. Đây là một cái nhà mẫu, thì khi mà mình mua thì mình có thể bày biện theo ý của mình. Và đây là cái cách mà họ bày biện. Đây là cái bảng điều khiển hệ thống nhiệt độ trong nhà. Hiện tại bây giờ đang là 72 độ F, khoảng tầm 20 mấy độ C đó. Đây như giống như một cái bảng điều khiển thông minh, có thể điều khiển được quạt, được tất cả những hệ thống đèn trong nhà luôn. Tầng 1 của họ thì có thêm một cái tủ đựng đồ nhỏ nữa. Đây là gara. Khi mở thì có cái tiếng kêu. Đây là hệ thống kiểm soát an ninh thông minh.
Đây là một cái thau nếp phụ. Đây là một cái phòng giặt đồ. Sắp tới thì họ sẽ lắp máy giặt. Đây họ có các cái đầu nối để có thể gắn máy giặt, máy sấy. Hiện tại giờ họ chưa gắn, nhưng mà sắp tới là sẽ gắn. Rồi bây giờ sẽ thử đi lên tầng 2 xem như thế nào. Đây là tầng 2. Thì tầng 2 thì có một cái phòng ngủ ở trên này nữa. Và trong này thì là phòng để đồ. Có một cái cửa. Chắc là chúng ta là để cái view nhìn từ tầng 2. Các cái nhà đối diện thì cũng đang xây dựng. Có nhà thì đã có người vào ở rồi. Đây là một cái phòng tắm ở trên tầng 2. Cái khu này thì có thể làm thành cái playroom. Thêm một cái phòng ngủ nữa. Khá là rộng rãi. Và có cái phòng chứa đồ nữa. Nếu các bạn thấy hay, các bạn hãy nhấn nút like, thích và subscribe, đăng ký để ủng hộ EasyTech Class nha. Cảm ơn các bạn nhiều.